đẹp của những cái sản phẩm nhé. Đấy, phiên lo này tất cả bảo hành riêng đấy hết cho các bác nhé, giá là bao ship là 17 triệu nha các bác. Cặp này rất là đáng chơi nha, tiếng hay lắm, tiếng dòng 1.10 này, giá 17 bao gồm phí ship nha các bác. Cái nào mình chỉ khoảng đủ em lại bớt 200.000 nha, còn 16.8. Rồi về mạch truyền cũng như là tiếng loa thì đẹp cực kỳ rồi, lại là series liền kề nữa. Những cặp này mà tìm series liền kề hiếm lắm nha các bác, tại vì nó ở thời kỳ 70-80 các bác. Vâng, và sau đây là em giới thiệu con cặp loa L56 của JBL, dòng loa khá là nổi tiếng về chất âm, âm thanh rất là hay, nghe nhạc vàng, nhạc bolero và kể cả như những dòng nhạc tiết tấu nhanh. L56 các bác thể tham khảo trên mạng với sự nổi tiếng về âm thanh của nó ở phân khúc. Thì con này em đang cặp này em đang giao các bác là 12.500.000 nha, đã bao gồm phí ship, tất cả riêng từ E-Kang, đẹp tuyệt vời, căng chinh luôn nha. Thùng gỗ lạng đặc trưng của dòng loa JBL với kết cấu là hậu sâu, là tiếng bass của L56 là một đặc trưng hoặc là đặc sản của L56. Cấu hình là một bass 25, một chép đo, ba dải cực kỳ là hài hòa, và những dòng loa Mỹ của JBL cho ra chất âm thì cực kỳ rung thực, tiếng bass thì mềm sâu. Đây là tiếng loa thùng vách đẹp ken, giá là 12.500.000 nha các bác. Cặp này các bác chơi những cái phòng 30m² nó lại tuyệt vời lắm nha. Một lỗ thông hơi phía trước, bass 25 gần mút chép đo, lo rất đẹp nha các bác. Đây là phía trên nóc, giá 12.500 là em đã bao gồm phí ship, căng zin nha các bác, rất đẹp luôn nha. Đã bao gồm phí ship là 12.500.000. Đây các bác có thể xem cái độ đẹp của phía trên này. Đây, xem cảnh thùng vách của loa luôn. Hãy mời các bác cùng xem. Tất cả là vuông thành sắc cạnh nha. Loa rất đẹp nha các bác. Và là cực kỳ xuất sắc luôn. Loa vẫn xấu, sử dụng cấu hình là chạm loa mỏ chim như những dòng đàn anh của nó như L112 vân vân. Các bác thấy vân gỗ rất đẹp nha, vuông thành sắc cạnh hết nha các bác, tại vì loa tuyển về tất cả em tuyển hàng rất là kỹ. Bác nào mình sưu tầm cặp này thì alo cho em, với phòng nhỏ 30m² lại các bác nghi nhà và phân khúc trên 10 triệu thì các bác lựa chọn loa Mỹ nghi cho nó sướng nha. Và đặc biệt đó là loa JBL không bao giờ làm các bác thất vọng về chất âm, cũng như là ba dải nó cực kỳ là hài hòa, nó chân thực, nó thể hiện rất là tốt. Đây là cây trạm mỏ chim, các bác xoắn dây và nhét vào và khóa khóa lóc nha. Rồi bác nào mình chốt cặp loa L56 này thì alo cho em, giá 12.500.000 đã bao gồm phí ship nha, chuyển khoản đủ em bớt 200.000, còn 12.300.000. Nếu cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu cho em ship hàng thôi, sao cũng được. Nếu các bác là mình quen thì mình chuyển khoản đủ cho em, hoặc là mới lần đầu mua thì mình có thể cọc tiền thì em ship hàng tới nơi, các bác nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại. Vâng, em chính mình định chào tất cả các bác, thì sau đây mời các bác cùng xem cặp loa JBL 110 là em út của cặp L12. Về chất tiếng thì nó rất là giống 112, tiếng bass chắc khỏe. Đây là những dòng loa cổ để phục vụ các bác nghe nhạc vàng. Model 110 khá là nổi tiếng, nhưng mà cặp này về rất là đẹp, bass huyết chấp phíp nha các bác, series liền kề luôn nha, đúng cặp để các bác mình chơi và sưu tầm. Những cặp này là hàng Mỹ nòi nha các bác, Cali USA hết. Đây model L110 dòng loa speaker USA series liền kề nha các bác, 74-73, rất là hiếm nha. Tiếng loa đẹp cực kỳ nha, hai vi tinh chỉnh nha các bác, cho dây trép này và cho dây mic này. Cặp này bát huyết nha, đây bát huyết, các bác thấy nó đỏ đỏ hồng hồng nha, rất là đẹp. Mời bác cùng xem tiếng loa này, đấy đẹp chưa, nhìn cái râu loa đủ phê rồi các bác. Nó là bát 25 gần mút, một lỗ thông hơi phía trước. Các bác thích tiếng bát đậm đà như L112 thì các bác lựa chọn cặp loa này, tiếng bát đậm, nghe nhạc vàng, những ca khúc thanh tuyền rất là phê nha. Một mic, một chép. Và trước tiên mời các bác cùng xem tiếng loa, em mới có thấy cái độ đẹp của những cái sản phẩm nhé.
Đấy, pin lo này. Tất cả bảo hành riêng đấy hết cho các bác nhá. Giá là bao ship là 17 triệu nha các bác. Dòng này rất là đáng chơi nha, tiếng hay lắm. Dòng 110 này. Giá 17 bao gồm phí ship nha các bác. Bán nào mình chỉ có đủ em lại bớt 200 ngàn nha, còn 16.8. Rồi, về mạch truyền cũng như là tiếng lo thì đẹp cực kỳ rồi. Lại là series liền kề nữa. Những cặp này mà tìm series liền kề hiếm lắm nha các bác, tại vì nó ở thời kỳ 70-80 đó, phục vụ nhạc vàng bolero là hết bài luôn. Đấy, 28473 này các bác, 28474 cực hiếm mà các bác thấy tiếng lo trap này. Nhìn thấy là yêu ngay luôn, từ tiếng lo mic nữa này các bác. Đấy, còn có tiếng lo bass thì thôi rồi, ngậm ngùi luôn. Rồi, e keng cái này keng zin luôn nha các bác. Nói chung là zin dead hết từ A tới Z. Cơ bản các bác thích cái chất dòng là 111 không này thì liên hệ cho em. Thùng là thùng gỗ lạng nha. Buông thành sát cạnh lo rất đẹp nha. Đây, mời các bác cùng xem. 17 triệu ra em chiến bao gồm phí ship. Nếu các bác mình chiến không đủ em lại bớt 200 là còn 16.8 nha. Đấy. Đây là phía cạnh bên phải này. Đây, tất cả là buông thành sát cạnh. Nguyên chất mộc mạc, rất đẹp. Đây là cạnh trái này các bác. Đây là hai số điện thoại của em, các bác có thể liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại này. Thì phía sau nó trạm loa thì nó y chang con 112 vậy các bác, cũng là trạm loa mỏ chim dạng xoắn. Đấy, tất cả vuông thành sát cạnh hết nha. Nói chung thì nó nghi thì không khác gì L112 cả, nhưng mà nó cấu hình bass 25 thôi. Bass 25 của loa Mỹ thì sánh ngang với những dòng bass 30 của loa Nhật nha các bác. Những dòng bass 30 loa Nhật nghi không bằng bass 25 của Mỹ đâu. Đã nghi Mỹ châu Âu rồi là quên luôn Nhật. Rồi, em giới thiệu cặp CBL110 rất là đẹp nha các bác. Giá là 17 triệu, chiên khoản đổ em bớt 200 còn 16.8. Mọi chi tiết mua xém và lựa chọn sản phẩm bên em qua hai số điện thoại trên. Cảm ơn các bác rất là nhiều và nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nha.